Ngày hội phụ trách đội năm 2021 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, thu hút sự tham gia của 400 tổng phụ trách đội, phó tổng phụ trách đội đang công tác tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư 24 quận huyện tham gia. Không gian ngày hội được tổ chức trong khuôn khổ ấm cúng với các hoạt động vui xuân đón Tết, chia sẻ và gắn kết lẫn nhau sau một năm bận rộn, đặc biệt là một năm các trường chịu ảnh hưởng rất nhiều trong công việc và việc học tập ngày hội phụ trách đội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như sân chơi tìm hiểu kiến thức về ngày tết cổ truyền các trò chơi vận động liên hoàn thử thách kỹ năng đồng diễn dân vũ tham gia trang trí cành đào cành mai và sản phẩm lưu niệm ngày tết ngày hội phụ trách đội toàn thành được tổ chức định kỳ hàng năm đã trở thành sân chơi ý nghĩa bổ ích dành cho lực lượng phụ trách đội phụ trách thiếu nhi thành phố là dịp để các bạn chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp mô hình hiệu quả đưa công tác đội và phong trào thiếu nhi của thành phố ngày càng phát triển hơn